Xin chào mừng tất cả các quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Hôm nay em lại tiếp tục review một lô ở khu H Mỹ Phước 3 để cho tất cả quý anh chị và các bạn, những ai mà có tầm tài chính thấp thì cả nhà hãy quan tâm và chú ý xem cái video này nha. Ở đây thì xung quanh nhà cửa dân cư đã cũng ở khá là nhiều rồi nha. Và phía bằng trước là cái vòng xoay công viên. Đường này chính là đường NH A3 nha cả nhà nha. Đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn, với diện tích là ngang 5, dài 25 nha. Bắt đầu từ cột mốc ạ. Bắt đầu từ cột mốc bên này sang đến với cột điện bên này là ngang 5 và dài 25, tổng 125 m² và thổ cư 100% nha. Dài ra phía đằng sau luôn ạ. Phía đằng sau đó có 1 m lối đi thoát hiểm nữa ạ. Xung quanh ở đây là dân cư ở khá là nhiều rồi. Và đa số là ở đây là xây nhà là nhiều nha cả nhà nha. Xây nhà là nhiều. Phía đằng trước chạy thẳng phía đằng trước đó là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn ạ. Cả nhà có thấy mấy chiếc xe người ta đang đi chạy ngang qua phía đằng trước đó là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn ạ. Nó liền kề với khu công nghiệp luôn nên là nó thuận tiện cho anh chị nào có nhu cầu mua nhà để ở này, thuận tiện cho công việc đi làm nè. Hoặc với tài chính này thì với cái lô này thì chúng ta cũng thể là mua để đầu tư cũng được. Mua để đầu tư nha cả nhà nha, để đầu tư lâu dài. Vì trong khu này thì nó đã cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện hết rồi. Thì bây giờ em sẽ quay từ vị trí lô đất, quay những cái tiện ích xung quanh để cho cả nhà hình dung xem lô đất ha. Đây chính là cái vòng xoay nha. Vòng xoay đằng trước đây là cái công viên. Đằng trước đây là cái vòng xoay công viên ạ. Cây xanh, vỉa hè, đèn đường. Khu này buổi tối rất là sáng luôn, tại vì có đèn đường thắp buổi tối nhìn rất là đẹp, thoáng mát. Chúng ta mua đất xây nhà ở đây buổi tối ra đi dạo, đi bộ này, buổi sáng chạy tập thể dục này, không khí rất là trong lành và mát mẻ luôn. Từ lô đất mà chạy ra đây chính là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn này, chạy ra cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn khoảng 100 m thôi, 100 m là tới với đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn ạ. Cái hướng đây đã chính là hướng sẽ đi lên Bầu Bàng này, Bình Phước này, Bầu Bàng trên thành Bình Phước, và hướng quay ngược trở lại đây sẽ đi về Sài Gòn ha, đi về Sài Gòn đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn đấy ạ. Nên là khu vực này ở bên phía bên đường đó chính là công ty nha cả nhà nha, công ty nhà máy đó, phía bên đường đó là công ty nguyên khu công nghiệp Mỹ Phước 3 ở cho bên đường. Thế nó rất là thuận lợi cho quý anh chị mua để làm nhà hoặc các xây trọ cũng đều được. Và từ vị trí của lô đất này mà chạy lại với chợ, trường học, bệnh viện hay là những cái tiện ích xung quanh khá là gần ha. Thì bán kính khoảng 500 m thôi. 500 m là chúng ta đã đến với các tiện ích như là đây, từ lô đất chúng ta chạy lại khu công viên Ecolac này thì khoảng độ 600 m thôi. 600 m là chúng ta đã tới với công viên Ecolac này, là một trong những công viên rất là đẹp trong khu. Buổi chiều hay là buổi sáng hay là những ngày nghỉ cuối tuần thì chúng ta có thể vào khu công viên này thư giãn là thoải mái nha. Khu này vào ngày cuối tuần rất là đông vui nhộn nhịp này, rất là đẹp đúng không ạ. Và từ lô đất chúng ta mà chạy lại với trường Đại học Việt Đức đây chính là trường Đại học Việt Đức là khoảng 700 m nha, 700 m nha, bởi vì khu công viên Ecolac nó liền kề với trường Đại học Việt Đức đó. Nên là sau này con em của chúng ta đi học cũng khá là gần. Và từ lô đất mà chạy lên với bệnh viện Mỹ Phước 2 này thì khoảng 1 km nha, khoảng 1 km thôi, nên là nó đầy đủ tất cả những cái tiện ích xung quanh. Nên là quý anh chị và các bạn mình muốn đầu tư thì hãy liên hệ cho em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.